không giận hay sao. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, hôm nay thì một ca khúc nữa chúng tôi chờ đợi danh sách đăng ký từ chính quý vị. Một ca khúc, hát ca khúc gì là lạ nhỉ? Vâng ạ, bây giờ sẽ hát ca khúc Người Ta Nói. Chưa một lần nào hát được bọn bạn. Và cũng hát ca khúc này thì bọn Trinh cũng hát cách đây khoảng 10 năm rồi. Với những các thế hệ 8 lịch thì chúng ta đã được một khúc đúng không? Hôm nay thì hát ca khúc Người Ta Nói cùng với nhà công Minh Hiếu. Và chúng ta có thể dành tặng cho anh Minh Hiếu, cho chú Nghĩa âm thanh, một tràng tay nồng nhiệt hơn nữa được không quý vị, thân yêu. Những người đến từ sau chương trình, xin cảm ơn. Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy.
như một phong cách hát khác nhau. Hoàng Trinh thì phong cách hát và sở thích thì không cố định, nhưng mà dường như đứng ở trên vọng quán thì lúc nào cũng là theo mẫu hứng của nhà công Minh Hiếu. Và hai anh em Hoàng Trinh và Minh Hiếu thì không bao giờ tập luyện với nhau mà, nhưng mà rất là ăn ý và hiểu với nhau trong khi chơi nhạc và những thể hiện ca khúc dành tặng quý vị ạ. Vâng ạ. Một ca khúc nữa, một trong những sáng tác của Hoàng Trinh, ca khúc Nơi Đó Không Phải Là Anh, mong việc cùng chờ mà là đây là một sáng tác của chính Hoàng Trinh. Và người ta đã quý vị trong buổi tối đêm nay, mà chúc quý vị sẽ có một buổi tối thưởng thức âm nhạc vui vẻ với ca khúc rất kỳ đặc này. Một chào tay được không ạ? Thank you. Đấy, ca khúc của mình là mãi nhớ ra lời của ông anh bầu xô đứng dưới nhé. Về chốn xa, có lẽ ra đi nhưng chẳng về những yêu thương.
Xin cảm ơn rất nhiều rồi. Vâng ạ. Anh Hiếu anh bảo là thôi không lên tông nữa, nhưng mà đang hát thì anh lên tông hay thử một trên sợ quá. Và các quý vị thân mến, đây là một trong những ca khúc mà trong thời gian vừa qua chúng ta viết, và bản phối khí ca khúc này sắp sửa đăng tải trên tất cả các trang mạng, cũng chính là nhờ anh nhạc công Minh Hiếu. Nếu quý vị nào muốn đam mê ca hát và có những ca khúc của mình muốn phối khí hoặc thu âm thì chúng ta sẽ đến với nhạc công Minh Hiếu ạ. Một trong những phòng thu chuyên nghiệp, thiết bị âm thanh chuyên nghiệp bậc nhất Hà Nội. Và các quý vị thân mến, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ sân khấu Hoàng Trinh xin dành lại cho chính quý vị trong buổi tối đêm nay. Chúng ta sẽ lần lượt cùng nhau trở sân khấu để tham gia đến tặng những món quà mà quý vị cảm thấy yêu thích và tự tin nhất. Chắc chắn chúng ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn tại đội quán chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một giọng ca đầu tiên, vâng, là trong bản đăng ký thì Hoàng Trinh nha. Xin mời giọng ca của anh Quang. Xin cảm ơn đầu tiên trong tối nay trở sân khấu, và chắc chắn quý vị sẽ hiểu đây cũng là một giọng ca có thể nói rằng là anh có một khả năng ca hát cũng rất tốt. Và quý vị chúng ta có thể một trang tách đồng nhận để chờ đón giọng ca của Thái Quảng. Lần đầu tiên em xin gửi đến được chào chúc anh chị các bạn một buổi tối vui vẻ. Một sáng tác em xin gửi đến là một sáng tác rất thuộc bài hát mang tên Sang Em Kỷ Niệm. Thank you.
trong cô đơn mùa thu đêm vẫn lại tôi rơi. Anh lê bước lang thang trên lá thư rơi tìm đau xót xa. Thank you.
tình thương xót xa. Có thể nói rằng là đây là một trong những phần tham gia giao lưu rất hiệu quả tại quán chúng tôi với những ngày vừa qua, và tôi tin chắc rằng trong buổi tối hôm nay như vậy sẽ đón nhận được kế tiếp những giọng ca và những ca khúc lựa chọn đầy thú vị. Kính thưa quý vị, chia tay những giọng ca tuyệt vời vừa rồi, kế tiếp chương trình chúng ta sẽ chào đón gương mặt một vị khách kế tiếp, xin mời anh Cường trở về sân khấu gửi tặng quý vị qua nhạc phẩm của bạn lựa chọn. Một tràng tay lên để chào đón vị khách trở về sân khấu quý vị thân yêu. Mặc dù là trời hiện tại không phải mùa đông nhưng mà em thấy hơi lạnh, thế nên là hai bài tiếp theo em xin gửi đến tất cả mọi người đều